Đây đâu, chấp xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio Trên Biển Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 thì em đã định giới thiệu đến các một số đĩa CD mới cũng như là băng cassette rồi là băng VHS để cho các bác chọn lựa. Thì ngoài đĩa CD, băng cassette ra thì bên em cung cấp cả đầu là cái băng băng cối đó. Đấy. Băng làm có nhu cầu băng cối liên hệ với em, bởi vì băng cối chủ yếu là những dòng nhạc mới do trung tâm Audio phát hành thôi nhé. Đấy, còn bằng những băng cối nhạc xưa thì bên em không có bán. Đấy. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 223 269. Bác nào ở gần nhà em thì qua chọn lựa mua. Còn bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi nhé. Thì hình thức mua băng và đĩa bên em thì ship, tiền ship thì tầm khoảng 30.000 nhé, tầm khoảng 30.000 thậm chí hơn. Đấy. Thì giá thì bên em không bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Bạn nào mua từ 3 đĩa trở lên thì bên em 3 món trở lên thì bên em sẽ bao phí ship. Còn bác nào mà mua một món thì nhận hàng thì thanh toán cộng thêm 30.000 vào nữa giúp em. Đấy. Rồi, số điện thoại em để trên tiêu đề của video. Hôm nay thì em giới thiệu đĩa CD đầu tiên. Thì đây là một cái CD của Thúy Nga nhé. CD Thúy Nga, đây chứ gốc Thúy Nga đấy ạ, nhìn tem đấy ạ. Này, cái này là nguyên siêu cũng nhé, chưa khui đâu, nguyên siêu. Đây là cái bọc lên bên ngoài, cái trong vẫn còn nguyên siêu của vã bên trong này nữa. Đấy. CD này là CD duyên phận của Như Quỳnh, đây là một CD rất là hay. CD này gồm có những bài hát như là Duyên Phận, Buồn Trong Kỷ Niệm, Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ, Liên Khúc Thế Rồi Một Mùa Hè và Kỷ Niệm Nào Buồn, Không Phải Tại Chúng Mình, Ngang Trái, Liên Khúc Nước Cuốn Hoa Trôi, Tình Nàng La Lan, Tình Tà Áo Cưới, Từ Đó Em Buồn, Liên Khúc Làm Dâu Xứ Nạ, Năm 17 Tuổi, Đoạn Cuối Một Cuộc Tình, Mơ Ánh Trăng Về. Đây là CD gốc của trung tâm Thúy Nga phát hành. Thì chiếc CD này của Như Quỳnh này bên em bán mức giá là 350.000 đồng nhé, 350.000 đồng. Và CD của Lê Huỳnh cũng của hải ngoại thì bên em vẫn còn nhé, vẫn còn. Đây là bộ giọng K5 trầm bấm, hòa âm phối khí rất là hay, đáng để các bác sưu tầm bài chuyện kệ của mình. Gồm những bài hát như Bản Tình Ca Của Em, Để Trái Tim Yêu Người, Để Gió Đưa Vào Quên Lãng, Còn Ta Với Lòng Làng, Em Đã Xa Tôi, Hạnh Phúc Đắng, Phiên Đá Sầu, Cơn Gió Thoảng, Biển Cạn Thì Đó Là Em. Đấy. Đây cũng là CD gốc các nhé. CD gốc của Lưu Huỳnh này bên em bán đến mức giá là 450.000 đồng. Đấy, 450.000 đồng. Thì CD gốc của hải ngoại thì em chỉ có hai cái CD thôi. Đấy. Và CD mới phát hành là CD của Phương Anh. CD của ca sĩ Phương Anh thì con này con thứ 3 các nhé, con 3, con có tên là Nó của Phương Anh. Đấy. Thì cái CD này thì gồm có những bài hát như là Xin Còn Gọi Tên Nhau, Người Đi Ngoài Phố, Thành Phố Buồn, Mùa Đông Của Anh, Tình Bơ Vơ, Tiên Khúc Đêm Vũ Trường và Phận Tư Tầm Hát Cùng Với Tuấn Anh, 15 Tình Cũ, Thành Phố Mưa Bay, Hồn Gió. Đấy. CD này thì hát những cái bài nhạc xưa, thế nhưng mà hòm với ký đầy mới. Dạng acoustic rất là hay nhé. Giọng Phương Anh thì các bác mê rồi đúng không ạ? Từ cái con 1 đến con 2 thì các bác đã mê Phương Anh rồi. Nhưng mà mỗi chiếc giọng ca rất là lạ và hay. Đấy. Thì cái CD của Phương Anh này thì bên em bán mức giá là 150.000 nhé. 150.000. Đấy. Và CD của Phương Anh con 1 con 2 ấy, thì bên trung tâm vẫn còn đâu nhé. Đấy, bởi vì em là đại lý của chuyên bên trung tâm Audio Space này các bác này. Đấy. Đây là trung tâm mà chuyên phát hành những CD của nhiều ca sĩ có tiếng nhé. Xuân Hảo rồi là Phương Thảo, Phương Anh, nói chung là rất là nhiều ca sĩ.
Đấy. Đây là Tuấn Anh đấy ạ. Rồi. Đây, đây là ca sĩ Tuấn Anh. Thì ca sĩ Tuấn Anh thì bên em vẫn có CD của Tuấn Anh, Tango Dĩ Vãng. Đấy. Tango Dĩ Vãng này thì gồm có những bài như là Chờ Người, Cho Người Tình Nỡ, Nghẹn Ngào, Cỏ Úa, Tương Tư Bốn, Đời Đã Vàng, Tango Dĩ Vãng, Nệ Đá, Bài Không Tên Cuối Cùng, đấy. Lạnh Trọn Đêm Mưa. Đấy. Thì CD của Tuấn Anh Tango Dĩ Vãng này thì bên em bán giá 200 ngàn đồng. Đấy. Và tiếp theo là album của Tuấn Anh Nhớ Tình Ta. Đây là album mới phát hành của Tuấn Anh. Thì album này gồm có những bài hát như là Bản Tình Ca Mùa Đông, Mai Tôi Đi, Một Lần Cuối, Nếu Một Ngày, Tình Điên, Cho Nhau Lời Nguyện Cầu, Sẽ Tư Tình, Nếu Mai Này, Kỳ Diệu, Con Đường Tình Ta Đi, Sầu Đông, Xót Xa. Thì CD Anh Nhớ Tình Ta này thì bên em cũng bán với giá là 200 ngàn đồng nhé, 200 ngàn đồng. Đấy. Phương Phương Thảo, Phương Thảo thì em vẫn có Vân một của Phương Phương Thảo đây. Phương Thảo là Cho Người Tình Lỡ. Đấy. Thì cũng có những bài hát như là Một Mình, Ca Chiều Phố Nhỏ, Rồi Mai Tôi Đưa Em, Hẹn Hò, Cho Người Tình Lỡ, Bây Giờ Tháng Mấy, Giấc Mơ Mùa Thu, Bài Không Tên Số 50, Mùa Xuân Không Còn Nữa, Anh Còn Nợ Em, Xa Rồi Mùa Đông, Lời Cuối Cho Em. Đấy. Thì CD Cho Người Tình Nỡ này với giá là 150.000 đồng nhé, 150.000 đồng. Đấy. Và tiếp đến là cái von 2 của Phương Phương Thảo. Cái von này á gồm có hai đĩa các nhé, gồm hai đĩa đây này. Đấy. Thì đĩa số 1 thì có những bài hát như là Một Lần Dang Dở, Liên Khúc Người Đi Ngoài Phố, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Chuyện Tình Yêu Màu Tím, Tình Đầu Tình Cuối, Ngọn Trúc Đào, Đèn Khuya, Biết Nói Gì Đây, Ngàn Tu Áo Tím, Bọt Biển, Chiều Hạ Vàng, Nửa Đêm Ngoài Phố. CD 2 thì là Vĩnh Biệt Màu Xanh, Khói Thuốc Đợi Chờ, Hoa Bằng Lăng, Chiều Nghe Biển Khóc, Đừng Hỏi Vì Sao, Tôi Nhớ Người, Mưa Tuyết, Tình Xưa Nghĩa Cũ Ba, Để Anh Đến Hoa Cũng Tàn, Con Tim Cố Quên, Nơi Nào Tim Anh, Để Anh Trở Về. Đấy. Và toàn bộ CD này là bên nào là CD chị là chính hãng không nhá, có audio trung tâm audio Subway phát hành nhá, em đại lý mà. Thì cái CD này thì bên em bán mức giá là 300 ngàn đồng nhá, 300 ngàn đồng. Đấy. Và tiếp theo thì CD thì vẫn có những cái CD của Kim Yến. Đây là Kim Yến phần 2. Đấy, của Kim Yến này chuẩn bị là ra phần 3 nữa rồi đấy ạ. Đấy. Phần 2 Giọt Sầu Rơi, đây là một CD rất là hay. Thì CD này gồm có những bài hát như là Đếm Giọt Sầu Rơi, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Hẹn Hò, Dáng Ngọc, Kiếp Nghèo, Em Đi Rồi, Sang Ngang, Tình Em Ngọn Nến, Tình. Đấy. Song ca cùng Lê Minh Ngọc. Chuẩn bị đi Lê Minh Ngọc này cũng ra một CD này. Cũng rất là hay, giọng ca Lam trầm ấm các bạn. Đấy. Thì CD của Kim Yến này với giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng. Đấy. Đó, tiếp đến là một CD của Audio Biên Hòa. Đấy. CD này thì chủ yếu là cũng là nước ngoài thôi ạ. Đấy, bọn nào có nhu cầu nghe thì để em. Giá của CD này là 100 ngàn. 100 ngàn. Đấy. Tiếp đến là một CD của Ngọc Quy, Tạ Ơn Đời. Đấy. Thì cũng có những bài hát là Đời Đã Vàng, Khoảnh Khắc, Đường Xưa Núi Cũ, Bài Không Tên Số 8, Hẹn Hò, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, Tạ Ơn Đời, Bài Không Tên Số 7, Du Em Từng Ngón Xuân Lồng, Nắng Chiều. Đấy. CD của Ngọc Quy này thì bên em bán với giá là 150.000 đồng nhé, 150.000 đồng. Tiếp đến là một cái CD acoustic của Thu Sang, Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên, à quên lãng.
Đấy. Đây là một CD cũng rất là hay. Thì gồm những bài hát như là Một đời yêu anh, Mộng sầu, Một mai em đi, Tuổi ấy của em, Lệ úa, Ngăn cách, Yêu em giữa đời quên lãng, Tình khúc buồn, Mất mùa mất nhau. Đấy. Ở CD này cũng có giá là 150 ngàn đồng. Tiếp đến là CD của Quỳnh Lan và Hoàng Minh. Quỳnh Lan và Hoàng Minh. Đấy. Thì CD này gồm có những bài hát như là Lời tình buồn, Có đôi khi, Cà phê một mình, Rừng lá thay trưa, Mùa đông sắp đến trong thành phố, Giấc mơ mùa thu, Nước mắt, Tôi ơi, Một cõi tình phai. Đấy. CD này thì có giá là 150 ngàn đồng. Đấy. Đấy. Tiếp đến là CD của Quỳnh Lan là những tình khúc phổ thơ của Hoàng Ngọc Ẩn, Dòng sông Câm Lín. CD này thì gồm có những bài hát như là Cánh rừng đông, Từ người yêu bỏ phố, Ga chiều tiễn đưa, Bài tango cuối cùng, Đoạn tình, Nếu ngày mai tôi chết, Mưa nửa đêm, Dòng sông Câm Lín. Album này cũng có giá là 150.000 đồng. Đấy. Tiếp đến là một cái CD của Nhật Thảo, Vol 1 là Những ngày thơ mộng. Thì cũng có những bài hát như là Phố chiều, Thung lũng hồng, Trong miệt mài em quên, Bão tình, Mộng sầu, Bước chân dĩ vãng, Một ngày không có em, Nước mắt mùa thu, Những ngày thơ mộng, Chờ, Kiếp nào có yêu nhau. Thì CD của Nhật Thảo này thì bên em bán với giá là 200.000 đồng. Tiếp đến là CD của Diệu Thúy nhé. Diệu Thúy, Lời du người tình, Lời du gọi người tình. Thì cái CD còn này thì gồm có những bài hát như là Tình đẹp như mơ, Tình khúc cho em, Dấu tình sầu, Mùa thu mây ngàn, Nước mắt rơi, Lời du gọi người tình, Tình đã bay cao, Cuộc tình đã mất, Dòng chơi cuối trời quên lãng, Tôi không còn nhìn thấy nhau, Người thợ săn và đàn chim nhỏ. Đấy. Đây là giọng ca rất là hay. Nhờ CD của Diệu Thúy này thì bên em bán cũng giá là 200.000 đồng. Giá này đã niêm yết của trung tâm Audio Bay nhé. Đấy. Thì quay CD ra thì bên em vẫn còn những cái CD băng cassette ạ. Băng cassette của Kim Yến này. Đấy. Kim Yến thì có cả băng VHS nữa. Băng VHS thì bây giờ băng là không dựng hình nữa nhé. Băng chỉ phần tiếng thôi. Đấy, bác nào mà có đầu VHS thì muốn nghe đúng nào. Đấy. Thì đây cũng là một cái băng để cho bác sử dụng. Thì chú ý của nhà phát hành thì người ta cũng muốn là mình có lại kỷ niệm xưa, chứ bây giờ dựng một hình ảnh một cái băng video ấy nó cả một vấn đề, cho nên họ chỉ làm phần tiếng thôi các bác nhé. Đấy. Thì băng VHS này có giá là 350.000 đồng nhé. Còn băng cassette của Kim Biến thì bán với giá là 250.000 đồng nhé. Thì toàn bộ đây là băng một nước của Nhật, băng một nước của Nhật hết, dòng tiếp 2 nhé, dòng tiếp 2 bên em bán thì dòng tiếp 2 thôi. Đấy, giá 250.000 đồng. Tiếp đến là một album là Sao chưa thấy hồi âm. Đấy, của Hoàng Oanh. Đấy. Đấy, quan nhỉ. Băng một nước 90 phút của Hoàng Anh đây. Rất là đẹp đấy nhá. Đấy, băng là băng tiếp 2 nhá. Đấy. Thì băng này gồm những bài hát như là Sao chưa tới hồi âm, Chiều tàn, Tình yêu trở lại trăng sao, Liên khúc, Nỗi buồn hoa phượng và Lưu bút ngày xanh, Những đồi hoa sim, Mộng chờ, Liên khúc Ai đến xứ hoa đào, Bài thơ hoa đào. Đấy. Mặt B thì có những bài hát như là Về đâu mái tóc người thương, Thương về xứ Huế, Ương bình lưu luyến, Người yêu của lính, Một người đi, Xuân miền Nam. Đấy. Tờ bài hay quá. Đây là một cái album nữa của Chí Ninh đặc biệt, Người đẹp Bình Dương. Đấy mà. Đấy, bằng TDK 6 phút tiếp 2 nhé. Đấy. Bằng tiếp 1 thì rẻ các bác nhá, tiếp 2 thôi. Thì gồm có những bài hát như là đây.
15 tình cũ, tình chết theo mùa đông, giọt nẹ sầu hận tình, một lần cuối nghẹn ngào. Sau đành xa anh, tình phụ thành phố mưa bay, lời cho người tình phụ. Các bạn nhìn băng đẹp, rất đẹp luôn, với tuyển chọn mà. Tiếp đến là một cái băng cỏ lằng văn. Đấy, băng cỏ lằng văn áo người trinh nữ. Cái này thì còn nguyên siêu nhé, còn nguyên siêu dán của trung tâm. Đây cũng là trung tâm Auto Subway người ta làm nhé. Đấy, băng này băng băng cỏ Maxell, tiếp 2. Cũng giá là 250.000 đồng. Tiếp đến là chiếc băng tỉ sầu biên giới, Giao Linh Thanh Tuyền Tuấn Vũ hát. Đấy, đây cũng là băng tiếp 2 TDK 90 phút. Rất là đẹp, băng mới, chất lượng nhé. Thì băng này gồm có những bài hát như là Tỉ Sầu Biên Giới, Phiên Khúc Chiều Mưa, Lẻo Đường Kỷ Niệm, Phiên Gác Đêm Xuân, Tuyết Lạnh, Tìm Anh, Cho Em Tình Yêu và Ngăn Cách, Nếu Anh Là Lính, Áo Trắng Ngày Vu Quy, Xa Lộ Không Đèn, Hái Hoa Rừng Cho Em, Hai Mùa Mưa, Tiếng Hai Hai Đêm, Những Ngày Này Cho Anh Nghẹn Ngào, Một Mình Thôi, Tình Đời, Khổ Tâm, Du Em Chọn Giấc, Giấc Ngủ. Băng này cũng có giá là 250.000 đồng nhé. Đấy, băng tiếp 2 nhé. Chỉ băng tiếp 1 thì rẻ, các bác lưu ý giúp em nhé. Băng 2 là băng rất là đẹp không nhỉ. Băng nhà sản xuất người ta chọn cho băng một nước rất là đẹp nhé, để làm. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua băng hoặc là đĩa CD hoặc là băng cối không nhé, thì liên hệ với em. Băng cối thì chỉ có trong băng của ca sĩ Đề Mới thôi nhé, chứ không có ca sĩ nhạc vàng hải ngoại đâu. Rồi, số điện thoại là 0972 3269 em ở thành phố Tức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.